Đang bán hàng mà mày hỏi có lấy chị Tâm không? Hứa tiền. Mẹ mày. Hứa tiền. Tao đang không có quẩn nha. Lấy thì tao sẽ lấy rồi đó. Mà tao chưa biết ngày nào. Làm như cái cục hàng, cục gói hàng để ngoài đường. Thấy cái áo quần lại muốn lấy. Mẹ mày. Đứa nào mà chính xác á. Dám đứng trước mặt tao, tao không đục tao làm con chó nha. Đánh thẳng cái mặt tao bay luôn. Nói cho biết trước. Một lần nữa nha. Tao miệng lớn. Rồi mày ăn hiếp nghệ sĩ. Ok. Mày thử chơi với tao coi nha, và tao sẽ thử chơi với tụi bay coi như thế nào. Là cảnh cáo rất nhiều lần rồi nhưng tụi bay vẫn ngoan cố. Đó là tiêu chí và cái nhu cầu và cái trò chơi của tụi bay là như vậy. Ok, được, thì tao sẽ chơi với tụi bay một lần cho biết nha. Tao chỉ đàng hoàng và rất cần chứ, ca sĩ nghệ sĩ cần tin tức, cần truyền thông, cần báo chí chứ, rất cần. Và tụi bay cũng cần tụi tao nữa để mà cùng nhau mà hiện diện và tồn tại. Người ta sao có thể chó đẻ như vậy hả? Hả? Tụi bay khốn nạn như vậy. Đó. Cha mẹ tụi bay dạy, đào tạo tụi bay ra như vậy hả? Cuộc đời nhà trường dạy tụi bay ra để làm những cái trò như vậy hay sao? Tao sẽ lên tiếng và chắc chắn tụi bay sẽ được dòm ngó. Tin đi. Tao đã không làm thì thôi, tao làm là chắc chắn phải có kết quả nha. Tao nói cho mày biết, nhiều nghệ sĩ lâu nay họ âm thầm họ chịu đựng lắm. Và tụi bay đã từng làm ra tay và hại rất nhiều những cái hợp đồng quảng cáo của người khác, những cái danh tiếng người ta bị tụi bay hãm hại rất nhiều. Ngày hôm nay tao sẽ là người nói ra hết tất cả những điều sự thật đó. Tao đã lên tới như thế này rồi là đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để chơi tụi bay nha. Cho nên khẳng định lại một lần nữa, đừng bao giờ nha, đừng bao giờ có một cái suy nghĩ nào đụng tới Đàm Vĩnh Hưng hay muốn làm hại Đàm Vĩnh Hưng. Tới chết tao cũng cào nát nhà tụi bay ra. Tao có chết tao cũng làm ma, tao ám tất cả dòng họ tụi bay nha. Tao nói một lần cho biết, tao không cần giữ hình ảnh nghệ sĩ gì hết trơn á. Tao là con người, tao đang đòi hỏi cái quyền lợi của con người và cái công bằng. Là tao banh cái đầu chó của mình ra đó nha, để mà hiểu và làm người lớn một chút xíu. Đừng có cái kiểu như vậy nữa, tụi em không bao giờ làm được chuyện gì lớn trên cuộc đời này. Còn ở trên á, con nít nó ngu thì cũng còn có người lớn mà dạy. Ở đâu mà cả một chùm một lũ ngu theo như vậy đó. Tụi bay sống bằng cái kiểu này hả?